Sáng ngày 25 tháng 7 tại giới trường Tổ đình Long Khánh, số 141 Trần Cao Vân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã chính thức diễn ra lễ bế mạc Đại giới đàn Trí Hải Bích Liên Phật lịch 2564. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trí, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, đương di chánh chủ đàn, Hòa thượng Thích Liễu Giải, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy Phước, Hòa thượng Thích Viên Đạt, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Quang, Ủy viên phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, Trưởng phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, chư tôn giáo phẩm, Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự, Hội đồng thập sư, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong và ngoài tỉnh, các giới tử và hàng trăm Phật tử. Mở đầu buổi lễ bế mạc, Thượng tọa Thích Đồng Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, chánh chủ khảo báo cáo kết quả đại giới đàn. Theo báo cáo, tại giới đàn, giới tử thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa làm bài viết nội dung gồm 3 câu hỏi về giáo lý, lịch sử và luật và một số câu tiểu luận trong thời gian 90 phút. Giới tử thọ Sa di, Sa di ni trả lời vấn đáp 4 phần kinh, giáo lý, luật và sử, mỗi phần gồm 3 câu hỏi bốc thăm do 4 vị giám khảo phụ trách. Sau khi khảo hạch vấn đáp vòng 1, ban giám khảo chọn 10 vị có số điểm cao nhất để khảo hạch vòng 2. Kết quả tụng luật có 25 giới tử tỳ kheo thuộc 4 cuốn luật, 28 giới tử tỳ kheo ni thuộc 4 cuốn luật, 12 giới tử thuộc luật thức Swamana, đặc biệt có 8 giới tử sa di và 10 giới tử sa di ni thuộc 4 quyển luật. Giới đàn có 361 giới tử xuất gia, tỳ kheo 98 vị, tỳ kheo ni 47 vị, thức Swamana 62 vị, sa di 93 vị, sa di ni 61 vị. 753 giới tử tại gia được tấn đàn thọ giới, giới tử thập thiện 641 vị, giới tử Bồ Tát tại gia 112 vị. Tại buổi lễ thọ hương, gần 200 giới tử đã được Hòa thượng Tuyên Luật sư khai thị, nói rõ về ý nghĩa của việc thọ hương cúng dường Tam Bảo. Lễ thọ hương diễn ra đúng thời gian dự định và thành công tốt đẹp. Tiếp đó, Đại Đức Thích Viên Chơn, thư ký ban giám khảo tuyên danh các giới tử đã đạt phần thưởng trong đại giới đàn. Ban tổ chức đã trao phần thưởng cho các giới tử đạt kết quả cao trong kỳ khảo thí giới đàn. Giới tử đàn Tỳ Kheo Thích Trúc Hải, Nguyễn Văn Hà xuất sắc đạt hạng nhất. Tỳ Kheo Thích Vạn Hỷ, Phạm Ngô Tú Hoàng Vũ hạng nhì và Thích Vạn Quang, Nguyễn Xuân Sang hạng ba. Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Nhuận Truyền, Bùi Thị Phong Lưu hạng nhất. Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Thông Tuệ, Lê Thị Thanh Phượng hạng hai. Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Nhuận Mến, Bùi Thị Phi Luyến hạng 3. Sau lễ trao thưởng cho các giới tử thức xoa, sa di và sa di ni xuất sắc, ban kiến đàn cũng tuyên dương công đức, niệm ân quý ni sư và Phật tử đã phát tâm hộ đàn. Đại diện giới tử dâng lời cảm niệm tri ân và phát nguyện một lòng kính lễ, cảm tạ ân đức lớn lao, thành tâm kính lễ đến chư vị bổn sư, y chỉ sư, chư tôn thiền đức tăng ni đã tạo mọi duyên lành cho phép giới tử được tiến cầu giới pháp. Hòa thượng Thích Huệ Minh, ban đạo từ bày tỏ niềm hoan hỷ khi đại giới đàn Trí Hải Bích Liên được sự quan tâm hỗ trợ từ Trung ương Giáo hội, chính quyền các cấp, chư tôn đức, quan khách các tỉnh thành đạt được thành tựu viên mãn. Tại đây, Hòa thượng Đương Di Yết Ma A Xà Lê cũng tán thán công đức và hoan hỷ tuyên dương các giới tử đạt kết quả cao trong kỳ khảo hạch đại giới đàn. Ở trong kinh luật, Đức Phật Ngài dạy khi mà chư tôn thập sư đã 3 lần nhắc nhở và 3 lần khuyến thỉnh tất cả quý vị hãy khởi cái tâm đại bồ đề tâm, phát nguyện chí thành để thọ trì giới pháp. Cho nên tất cả các vị khi mà chư tôn giáo phẩm đã trao cho cái giới pháp, giới tướng, giới thể cho quý vị thì biết bao nhiêu sự chuyển động, thay đổi rất to lớn trong lòng của tất cả quý vị.
các vị nên nhớ cái giây phút mà tất cả quý vị đã hướng tâm về sự là thọ lãnh giới pháp của mình, để mong ước làm sao trong hiện tại và tương lai tất cả quý vị sẽ không quên học tập, học kinh, học luận, học luật, để mà quý vị được chuyên rộng. Trong cái thời gian nào mà chúng ta cảm thấy rất là cần thiết, đã trong cái thời gian sau khi chúng ta thọ giới xong thì cần phải tu và học liền, để chi? Để nó thâm nhập và nó tạo cho mình có một cái hướng đi lên không bị gián đoạn giải đãi. Và đồng thời tất cả quý vị để làm sao cho cái giới thể nó được trang nghiêm. Khi giới thể được trang nghiêm, giới tướng được trang nghiêm, giới thể trang nghiêm xong rồi thì chúng ta sẽ được giới định, giới huệ, giới đức ở trong mỗi người chúng ta, thì tất cả những giới ấy sẽ là hộ trì cho chúng ta mãi mãi đi lên mà không bao giờ lùi rụt. Cuối lễ, Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, thay mặt ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định và ban kiến đàn Đại Nhàn Trí Hải Bích Liên, thành tâm cảm niệm công đức cao quý chư tôn giáo phẩm, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, chư tôn thiền đức tăng ni, kính chúc quý ngài thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Chúc quý giới tử luôn thể hiện tinh thần Thiệu Long Thánh Chủng, dấn thân phụng đạo, luôn là những nhân tố góp phần vào vườn hoa tinh khiết của ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thank you.